Rồi, hello, xin mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thạch Hậu Vlog nha. Bây giờ bữa nay là tiếp tục cầu nha các bạn. Cầu test cái kênh ở sau nhà đó các bạn. Cái này cái kênh còn gọi là cái gạch các bạn. Đó. Hiện tại thì nước nó đang rút lại các bạn này. Ồ, cá nó ụt lớn. Trời luôn các bạn ơi. Rồi xuống cận nha. Đây là câu một cám nha các bạn. Này mình chơi một cần hai lưỡi luôn mà. Rồi ngồi chờ thôi. Ăn này bạn ơi. Ăn này bạn ơi. Ui, cái gỗ to bạn ơi. Một eo này bạn ơi. Ui, một em nữa bạn ơi. Con này cũng to mà bụng bự quá. Bụng quá. Ủa, đang xì lì luôn. Ăn bạn ơi, kéo kéo bạn ơi, kéo bạn. Em bạn ơi. Nhỏ nhỏ mà. À em à. Giờ này mới ăn mà. Xuống nha bạn. Quá trời rồi. Ăn 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 ăn. Ủa, em nữa bạn ơi. Ha, cái này cá rô phi bạn. Cá rô phi con nè. Đó. Cá rô phi con rồi bạn ơi. Nhỏ. Rồi, tiếp tục xuống nha bạn. Rồi. Cá rô phi giờ nó vô rồi bạn ơi. Rô phi con nhỏ nhỏ bạn ơi. Mới câu được một con nãy bạn. Ăn nữa bạn ơi, kéo nữa, kéo nữa, kéo nữa bạn ơi. Lúc 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 một em nữa bạn ơi. Cái gu một em nữa bạn ơi. Đó. Nhỏ nhỏ rồi giờ này. Không có cá to mà. Đây con này cái đuôi nó bị gì các bạn. Nè, cái đuôi nó bị gì thế. Rồi, mấy cái đuôi nó bị tật cái gì mà. Rồi, tiếp tục xuống nha bạn. Trời dính gì trời. Nó ngồi dính cây vậy. Ăn nữa bạn ơi, ăn nữa, ăn nữa, ăn ăn nữa, ăn nữa bạn ơi. Vô vô nó kéo qua. Ồ, một em nữa. Cá giờ này nhỏ nhỏ các bạn, không có cá to. Nhỏ không à. Rồi, tiếp tục xuống nha bạn. Thả mồi thôi. Ăn nữa bạn ơi, ăn ăn. Ăn nữa, ăn nữa, ăn nữa. Ăn kéo lúc nữa mọi người. À.
một em nữa. Đó. Chuông bánh ơi bạn ơi, hai ổ nữa này. Nhỏ nhỏ bạn ơi. Hai ổ mà ổ cá nhỏ không không có cá to. Nè, xuống ngồi nha bạn. Nhấp cho nó ăn một cái. Cho nó thấy mùi cái. Rồi mới để xuống liền ăn liền mà. Kéo kéo cái này nhỏ đi. Ôi con nó kéo. Mày hả con, nhỏ xíu rồi. Con xíu thì xíu luôn mà. Con xíu. Chắc mình cũng cần về thôi bạn ơi. Cũng chiều bạn. Cá bữa nay nó ăn chậm quá bạn ơi. Thôi giờ mình kết thúc clip nha bạn. Thôi để bây giờ cho các bạn xem thành quả nè. Câu một buổi nè, được mấy con bạn. Bữa nay cá ăn chậm quá bạn ơi. Nó được có nhiêu đây rồi bạn ơi. Bữa nay không có được mấy cái rô to to với mấy cái rô em bé nhỏ nhỏ bạn ơi, với một trong cái rô phi nhỏ xíu rồi. Bữa nay không có thành công rồi bạn ơi, có nhiều rồi bạn ơi. Rồi các bạn xem thì nhớ đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo nhé bạn. Giờ xin chào tạm biệt các bạn, bye bye nha. Đây đây này là cái kênh rạch sau nhà ha bạn, có nước cạn các bạn ơi. Rồi, sau kia uống dừa rồi các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha.